Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ năm, ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Lạc Dương. Lâm Đồng thêm 2 cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Lan tỏa cuộc thi tìm hiểu nghị quyết Đại hội Đảng. Quảng Nam mở rộng điều tra vụ đường dây làm giả giấy khám sức khỏe. Đức Trọng bắt nhóm đối tượng mua bán tàng trữ ma túy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đã tổ chức hội nghị trực tuyến, công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện các sở ngành tham dự. Báo cáo của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ cho thấy, năm 2020, giá trị trung bình chỉ số cải cách hành chính giữa các vùng kinh tế trên cả nước đều tăng so với năm 2019 và đều đạt trên 80%. Chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước có sự tăng lên hàng năm. Cụ thể, từ năm 2017 tới năm 2020, tăng từ 80,09% lên 85,48%. Đối với chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các tỉnh thành, theo xếp hạng, tỉnh Quảng Ninh đạt mức cao nhất với 95,76%, thấp nhất là tỉnh Bình Thuận với 75,68%. Tỉnh Lâm Đồng đạt chỉ số 86,06%, đứng vị trí thứ 34. Đối với chỉ số cải cách hành chính của 17 bộ ngành, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đứng đầu với chỉ số 95,88%. Bộ Giáo dục và Đào tạo đứng thứ 17 với chỉ số 83,74%. Về chỉ số hài lòng của người dân, đứng đầu là tỉnh Quảng Ninh với tỷ lệ 91,04%. Vị trí cuối cùng là tỉnh Quảng Ngãi với tỷ lệ là 73,25%. Tỉnh Lâm Đồng đứng thứ 32 với tỷ lệ 83,93%. Hội nghị đã lắng nghe một số tỉnh thành và các bộ ngành trình bày những kinh nghiệm trong công tác cải cách hành chính của địa phương, chia sẻ những kết quả và cách làm để nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương các bộ ngành trung ương và các địa phương đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh thời gian tới cần tiếp tục chú trọng khắc phục những tồn tại vướng mắc trong công tác cải cách hành chính, yêu cầu các bộ ngành và các tỉnh thành phố phải triển khai đồng bộ hiệu quả tất cả các lĩnh vực, nội dung cải cách hành chính phải làm thực chất nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, phục vụ nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, tiến tới xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sáng nay ngày 24 tháng 6, ông Trần Đức Quận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương về tình hình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm những tháng còn lại của năm 2021. Tham dự có các ông bà trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh. Báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy cùng đoàn công tác, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế xã hội của huyện Lạc Dương đạt được những kết quả khả quan. Địa phương tiếp tục đầu tư phát triển nông nghiệp theo thế mạnh về rau, hoa, cây dược liệu và lợi thế về tự nhiên để trồng cà phê, nuôi cá nước lạnh. Đầu tư phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất, chủ động phòng chống dịch bệnh COVID-19, giúp người dân tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ vốn để đầu tư và tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. 6 tháng đầu năm 2021, tổng diện tích canh tác đạt trên 11.000 ha, bằng 76% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 379 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2020. Tiểu thủ công nghiệp đạt 8 tỷ đồng, tăng 4%, thu ngân sách đạt trên 94 tỷ đồng, bằng 79% dự toán được giao. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện tốt, tích cực triển khai kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025. Lĩnh vực du lịch mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, nhưng huyện Lạc Dương đã thu hút 356.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 48 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, địa phương đang tập trung các nguồn lực hỗ trợ xã Đưng Cờ Nớ đạt chuẩn xã nông thôn mới.
hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2021. Chương trình giảm nghèo được thực hiện đồng bộ, chú trọng hỗ trợ các dự án, nguồn vốn lồng ghép để đẩy mạnh công tác giảm nghèo. Một số lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, chú trọng và giữ vững. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị huyện Lạc Dương tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thông qua công tác tuyên truyền quán triệt nghị quyết đại hội 13 của đảng, gắn với xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Chú trọng ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, gắn với thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tại buổi làm việc, huyện Lạc Dương đã đề xuất thường trực tỉnh ủy và đoàn công tác một số vấn đề liên quan đến việc xem xét phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng vùng phụ cận huyện Lạc Dương, nghiên cứu ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện xây dựng nhà kính, nhà lưới để sản xuất nông nghiệp, giải quyết vấn đề sản xuất cho các hộ dân ở xã Mê Linh, huyện Lâm Hà để xử lý dứt điểm tình trạng di cư tự do tại tiểu khu 111A xã Lác, kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải sớm đầu tư nâng cấp mở rộng tuyến quốc lộ 27C. Chấp thuận chủ trương cho huyện Lạc Dương được triển khai đề án xây dựng huyện thông minh. Thống nhất với báo cáo và đề xuất của địa phương, đại diện lãnh đạo các ban đảng tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các sở ngành liên quan đã làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là công tác quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đẩy mạnh giảm nghèo, đầu tư hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Lạc Dương. Trên cơ sở đó, đề xuất tham mưu thường trực tỉnh ủy các giải pháp trong lãnh đạo chỉ đạo huyện Lạc Dương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn trong thời gian tới. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Đình Văn, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy cho rằng, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, huyện Lạc Dương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nghiêm túc, đảm bảo phù hợp với từng nội dung, đối tượng cụ thể, sát với thực tiễn và có chất lượng. Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Dương cần thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm điều lệ đảng, nâng cao vai trò, năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nêu gương vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đẩy mạnh phát triển đảng viên, nhất là đảng viên đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, huyện Lạc Dương cần chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đánh giá phân tích thêm một số kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế của huyện Lạc Dương trong chỉ đạo điều hành, triển khai hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội thời gian qua, ông Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương cần phải thẳng thắn nhìn nhận, thể hiện sự quyết tâm trong công tác chỉ đạo điều hành. Song song đó, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của vùng, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân, tập trung thu hút doanh nghiệp đầu tư tại địa phương, đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông đô thị, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tích cực chăm lo đời sống cho hộ nghèo, gia đình chính sách, chú trọng thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo huyện Lạc Dương cần tập trung cho công tác bảo vệ rừng, đẩy nhanh việc quy hoạch huyện Lạc Dương trên các lĩnh vực về giao thông, nông nghiệp, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch, đảm bảo cơ sở vật chất và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lý tốt việc san gạt mặt bằng tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng giải trình các kiến nghị đề xuất mà huyện Lạc Dương đề cập trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời lưu ý các ngành chức năng địa phương cần chung tay hỗ trợ cùng với địa phương trong giải quyết khó khăn vướng mắc. Kết luận buổi làm việc, ông Trần Đức Quận, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, biểu dương đánh giá cao những kết quả về phát triển kinh tế xã hội của huyện Lạc Dương, nhất là công tác chỉ đạo điều hành, triển khai nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với tiềm năng lợi thế của mình, huyện Lạc Dương cần tiếp tục bám sát các mục tiêu nhiệm vụ, các quy hoạch được phê duyệt để triển khai thực hiện, chú trọng đầu tư hạ tầng, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, tạo bước đột phá, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân. Đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, chú trọng phát triển văn hóa dân tộc bản địa gắn với phát triển du lịch. Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Quận lưu ý cấp ủy chính quyền huyện Lạc Dương cần quan tâm công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức vững về chuyên môn nghiệp vụ. Ngày hôm qua, ông Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc và kiểm tra thực tế về tình hình thực hiện đầu tư công trên địa bàn huyện Đức Trọng.
Cùng đi có đại diện chính quyền địa phương và các sở ngành liên quan. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 trên địa bàn được phân bổ do huyện quản lý là 321 tỷ 371 triệu đồng. Lũy kế thực hiện giải ngân đến ngày 21 tháng 6 năm 2021 mới đạt hơn 102,2 tỷ đồng, chỉ bằng 32% kế hoạch vốn. Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn chậm của huyện, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu huyện Đức Trọng cần rà soát lại các dự án đầu tư trên địa bàn để tìm hiểu những vướng mắc nhằm kịp thời tháo gỡ, có lộ trình, đề ra mục tiêu thực hiện đạt tiến độ cao. Phân công cụ thể, các đồng chí lãnh đạo huyện phụ trách theo dõi các dự án để chỉ đạo đôn đốc thực hiện hiệu quả. Sau buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện, ông Phạm S., Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra, khảo sát thực tế một số dự án công trình đang đầu tư triển khai trên địa bàn như hồ chứa nước Canai, xã Phú Hội, công trình xây dựng trường tiểu học Kim Đồng và kiểm tra tiến độ thi công đường Trần Phú, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Theo lịch tiếp công dân, Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân định kỳ vào ngày 25 tháng 6 năm 2021. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội và Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất không tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021. Việc tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo vẫn được thực hiện theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết. Lâm Đồng thêm 2 cơ sở y tế được công nhận đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Sự lan tỏa của cuộc thi tìm hiểu nghị quyết đại hội đảng đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp ngày càng đi vào thực tiễn của cuộc sống, là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Chiều ngày 23 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lâm Đồng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19 từ Ngân hàng Kiên Long chi nhánh Lâm Đồng. Tại lễ tiếp nhận, ông Võ Ngọc Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận 200 triệu đồng từ Ngân hàng Kiên Long chi nhánh tỉnh Lâm Đồng có trụ sở tại huyện Đức Trọng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cảm ơn tấm lòng thơm thảo của cán bộ công nhân viên chi nhánh Ngân hàng Kiên Long trong việc tham gia đóng góp, chia sẻ cùng với địa phương với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ sự hỗ trợ đóng góp quý báu này sẽ giúp cho địa phương có thêm nguồn lực nhằm thực hiện tốt kế hoạch mua vaccine COVID-19 để tiêm miễn phí cho người dân trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời mua sắm các trang thiết bị vật tư y tế, hỗ trợ các khu điểm cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh và lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch. Được biết, thông qua quỹ ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, tính từ 27 tháng 5 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận trên 46 tỷ đồng từ các tổ chức, đơn vị và người dân trong và ngoài nước ủng hộ để cùng chung tay thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm định và công nhận bổ sung 2 cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2 là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng. Như vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có 3 cơ sở y tế đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2, gồm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lâm Đồng 2 máy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa 2 Lâm Đồng, mỗi bệnh viện 1 máy. Tổng số 4 máy có công suất mỗi ngày là từ 1.000 đến 1.080 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đạt theo quy định của Bộ Y tế là 1.000 mẫu xét nghiệm một ngày trên 1 triệu dân. Qua 4 giai đoạn phòng chống dịch bệnh COVID-19, ngành Y tế Lâm Đồng đã tiến hành lấy 17.345 mẫu xét nghiệm bằng kỹ thuật real-time PCR. Kết quả, 17.345 mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Hiện tỉnh Lâm Đồng chưa có trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Để tiếp tục công tác tiêm vaccine phòng chống dịch COVID-19 tại Lâm Đồng đợt 2, Bộ Y tế phân bổ vaccine cho tỉnh 20.000 liều vaccine của AstraZeneca. Từ nguồn vaccine này, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch triển khai tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Thời gian tiêm mũi 1 từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7.
mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm đợt 1 thời gian từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Các đối tượng tiêm trong đợt 2 theo quy định tại khoản 1 điều 2 của Nghị quyết số 21 của Chính phủ, gồm lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch, quân đội, các đối tượng làm việc tại các khu cách ly tập trung, công an, nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử đi nước ngoài, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh, ban chỉ đạo nhân viên các khu công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng, người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, người làm việc tại các cơ quan đơn vị hành chính, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người. Được biết, trong đợt 1 triển khai tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tỉnh Lâm Đồng được cấp 7.100 liều vaccine của AstraZeneca, trong đó có 400 liều cho lực lượng công an. Đến nay đã tiến hành tiêm vaccine phòng chống COVID-19 cho 8.347 người. Được triển khai từ đầu tháng 5 năm 2021, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng do Ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng triển khai đã nhận được sự tham gia tích cực của cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đông đảo cán bộ đảng viên, toàn thể nhân dân trong tỉnh. Sự lan tỏa của cuộc thi đã góp phần cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp ngày càng đi vào thực tiễn của cuộc sống. Tham gia 6 tuần thi tìm hiểu nghị quyết đại hội 13 của Đảng và đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, anh Nguyễn Tiến Đức, cán bộ văn phòng huyện ủy Lạc Dương, đạt một giải nhất, một giải ba. Trong đó giải nhất ở tuần thi thứ 2, ngoài trả lời chính xác phần thi trắc nghiệm, anh Đức có số dự đoán tổng số lượt người trả lời đúng là 21.742 trên 21.743 kết quả của ban tổ chức công bố. Chúng ta phải nắm rõ, nắm chắc những cái nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, cũng như là những cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, rồi các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương, rồi những cái chương trình hành động, là từ đó là chúng ta có những kiến thức để tham gia cuộc thi. Về đạt giải nhất mà về số lượng người dự đoán đúng kết quả thi thì chúng ta cứ căn cứ vào cái lượng câu hỏi đó, là có những câu hỏi là tuần nào mà số lượng câu hỏi mà khó thì số lượng người dự đoán thì sẽ thấp hơn, còn dễ thì số lượng các bộ đảng viên sẽ tham dự nhiều thì chúng ta sẽ dự đoán số lượng người dự đoán đúng là cao hơn. Sau khi cuộc thi chính thức được phát động, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tập trung triển khai hưởng ứng. Công tác thông tin tuyên truyền về cuộc thi được đẩy mạnh trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng, báo Lâm Đồng và trên các hệ thống thông tin truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của tỉnh, website nội bộ, tài khoản mạng xã hội của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Nhiều ngành địa phương đã tổ chức hưởng ứng cuộc thi, lồng ghép bằng nhiều hình thức, tạo hiệu ứng tích cực để cán bộ đảng viên nghiên cứu, tìm hiểu, hưởng ứng và tham gia. Hội Chữ thập đỏ thành phố kêu gọi các cán bộ hội viên tích cực tham gia tìm hiểu, để cán bộ đoàn hội viên của tỉnh ủy viên để nắm rõ thêm nghị quyết cũng phát triển hướng phát triển chung của định hướng chung của cả nước cũng như của tỉnh, của thành phố trong vấn đề mà phát triển kinh tế xã hội của địa phương, về các cả các mặt về an sinh xã hội, để làm sao hội viên nắm rõ thấm nhuần hơn về những cái nghị quyết này, để trên cơ sở đó là mình tiếp tục làm sao thấm nhuần cái vấn đề học tập và vấn đề nghị quyết luôn cho nó tốt. Do được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm trên Internet nên cuộc thi thu hút đông đảo người hưởng ứng. Sau 6 tuần phát động, bình quân mỗi tuần cuộc thi thu hút từ 28.000 đến 35.000 lượt người tham gia, trong đó tỷ lệ đảng viên chiếm hơn 80%. Mỗi tuần có 8 giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích được Ban tuyên giáo tỉnh ủy công bố. Một số địa phương, đơn vị có số lượng người, lượt người dự thi hàng tuần khá đông và đạt điểm cao như huyện Cát Tiên, Đà Tẻ, Lạc Dương, với tỷ lệ trên 10.000 người tham gia mỗi tuần. Cuộc thi này thì nó có cái sức lan tỏa đông đảo trong cán bộ, trong đảng viên, trong nhân dân, trong học sinh, sinh viên, trong lực lượng vũ trang. Thông qua cuộc thi thì cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đã nắm bắt được những cái kết quả hết sức cơ bản của hai cái nghị quyết. Một là nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 1 và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13. Theo Ban tuyên giáo tỉnh ủy, cuộc thi trắc nghiệm trên Internet tìm hiểu nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng hiện đạt 50% thời gian tổ chức. Đến tháng 8 năm nay, Ban tổ chức sẽ tổng hợp và tổ chức trao giải. Từ kết quả của 6 tuần vừa qua, thời gian còn lại, cấp ủy các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng,
để cán bộ đảng viên và nhân dân tham gia. Ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng rất mong rằng là các cấp ủy, địa phương, cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục là thông tin, tuyên truyền và động viên cán bộ đảng viên và đông đảo nhân dân tích cực tham gia cuộc thi để cho cuộc thi đạt được cái hiệu ứng tuyên truyền lan tỏa cao trong cộng đồng. Và khi mà kết thúc cuộc thi thì ban tuyên giáo tỉnh ủy sẽ tổng kết cuộc thi và trao giải cuộc thi. Không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sự lan tỏa của cuộc thi đã giúp cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc những thành tựu nổi bật, kết quả đạt được và những bài học kinh nghiệm trong thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025, nắm vững phương hướng, mục tiêu và tầm nhìn chiến lược trong lộ trình đổi mới và phát triển địa phương Lâm Đồng. Những nội dung chính phần tin trong nước. Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện sai phạm của một số nhân viên ở công ty cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về việc giấy khám sức khỏe khống, chưa ghi tên, tuổi, người đi khám nhưng vẫn có kết luận đóng dấu. Thời gian qua, dựa vào chủ trương thu hút đầu tư của huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum, một số nhà đầu tư đã làm dự án nhằm mục đích chiếm đất, giữ chỗ, triển khai chậm so với tiến độ đã cam kết, không đảm bảo về quy mô và mục tiêu của dự án. Huyện Kon Plong đã kiến nghị thu hồi 8 dự án đầu tư treo trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã thống nhất với đề xuất của liên ngành thu hồi đối với 3 dự án là dự án khu biệt thự du lịch sinh thái Măng Đen của công ty cổ phần Măng Đen, dự án trồng cây Việt Quất dưới tán rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn Kon Tum Belles, dự án đầu tư xây dựng biệt thự sinh thái cao cấp của công ty cổ phần Măng Đen Villa. Đối với 5 dự án còn lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum đã có văn bản chỉ đạo các ngành quan tâm hỗ trợ khó khăn để doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án và có yêu cầu nhà đầu tư phải cam kết tiến độ. Trên địa bàn huyện Kon Plong hiện có 88 dự án đăng ký đầu tư với tổng diện tích đất đăng ký trên 8.400 ha, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 23.000 tỷ đồng. Hiện nay, việc cấp phép lưu hành các vaccine phòng COVID-19 của nước ngoài tại Việt Nam đang thực hiện theo quy trình khẩn cấp. Vì vậy, Thường trực Ban Chỉ đạo về công tác tiêm chủng vaccine phòng chống COVID-19 quốc gia cho rằng phải ban hành thông tư quy định chính thống, cụ thể, việc cấp phép lưu hành các loại vaccine phòng COVID-19 của cả nước ngoài và trong nước để các hội đồng căn cứ vào đó thực hiện. Hiện nay, Bộ Y tế đang triển khai kế hoạch tiêm vaccine, trong đó có 6 nhóm vấn đề được chính phủ và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Cụ thể về dự kiến phân bổ các loại vaccine cho các đối tượng, đảm bảo hài hòa về số lượng vaccine, tình hình dịch bệnh và thứ tự ưu tiên tiêm chủng. Dự kiến thời gian tiêm giữa hai liều vaccine, tiêm hai mũi vaccine cùng một loại hay nhiều loại vaccine khác nhau. Đặc biệt, Bộ Y tế cần dự kiến thời gian cụ thể khi nào nước ta có miễn dịch cộng đồng, vấn đề định hướng các loại vaccine và đề xuất kinh phí cho việc sử dụng vaccine. Bộ Y tế cho biết dự kiến đến quý 3 năm nay sẽ tiêm hết cho các đối tượng ưu tiên, đặc biệt đủ vaccine để tiêm cho lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, trong giai đoạn vaccine chưa về nhiều như hiện nay, Việt Nam vẫn đảm bảo tiêm trên tinh thần nghị quyết của chính phủ. Đối với các doanh nghiệp, lực lượng sản xuất sẽ căn cứ vào địa bàn có nguy cơ, tránh tình trạng không công bằng giữa các doanh nghiệp. Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã thảo luận về dự thảo thông tư hướng dẫn đăng ký, lưu hành trong trường hợp cấp bách đối với vaccine phòng COVID-19. Hiện nay, việc cấp phép lưu hành các vaccine phòng COVID-19 của nước ngoài tại Việt Nam đang thực hiện theo quy trình khẩn cấp. Vì vậy, Thường trực Ban Chỉ đạo nhấn mạnh sự cần thiết phải ban hành thông tư quy định chính thống, cụ thể về việc cấp phép lưu hành các loại vaccine phòng COVID-19, cả của nước ngoài và trong nước, để các hội đồng căn cứ vào đó thực hiện. Đối với các vaccine phòng COVID-19 nghiên cứu phát triển trong nước, luật cũng quy định phải trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, nhưng không quy định rõ quy mô thử nghiệm. Vì vậy, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu và quy định điều này trong thông tư. Trong trường hợp đặc biệt, cần có quy định khác với quy định của luật, thì Bộ Y tế sẽ trình các cơ quan thẩm quyền xem xét theo quy định. Các loại vaccine COVID-19 có tác động giảm nguy cơ nhiễm, giảm nguy cơ bị biến chứng do mắc bệnh, giảm nguy cơ phải nhập viện điều trị và tử vong. Ngoài các phản ứng thông thường sau khi tiêm, thì người được tiêm cũng có thể gặp phải một số dấu hiệu nghiêm trọng hoặc bất thường. Bộ Y tế khuyến cáo sau khi tiêm, nếu bạn gặp phải những dấu hiệu này, thì hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và xử lý kịp thời. Các phản ứng nghiêm trọng có thể xuất hiện trong vòng vài giờ hoặc ngày đầu sau khi tiêm. Một số dấu hiệu nhận biết như tê quanh môi hoặc lưỡi, phát ban, môi mần đỏ, tím tái hoặc đỏ da, ngứa, căng cứng, tắc nghẹn, khàn đặc ở họng, nôn, tiêu chảy, đau quặn bụng, th
thở dốc, thở khó khè, thở rít, khó thở, cảm giác nghẹt thở, ho, mạch yếu, chóng mặt, choáng, say sẩm, cảm giác muốn ngã, chân tay co quắp. Diễn biến nặng lên gồm sốt cao trên 39 độ C, sưng hoặc đỏ lan rộng tại chỗ tiêm, đau cơ dữ dội, tăng huyết áp hoặc tụt huyết áp hoặc kẹt huyết áp. Đặc biệt còn có thể gặp một số dấu hiệu liên quan đến biến chứng huyết khối, đông máu, giảm tiểu cầu, tuy nhiên rất hiếm gặp. Sau khi các phương tiện thông tin đại chúng tỉnh Quảng Nam phản ánh về tình trạng không đi khám vẫn được chứng nhận đủ sức khỏe học lái ô tô, Công an huyện Bình Sơn đã triệt phá thành công đường dây làm giả giấy khám sức khỏe liên tỉnh. Đường dây này có sự cấu kết của một số đối tượng bên ngoài với nhân viên của bệnh viện. Tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra, Công an huyện Bình Sơn đã phát hiện sai phạm của một số nhân viên ở Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc ở thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam về việc giấy khám sức khỏe khống, chưa ghi tên tuổi, người đi khám nhưng vẫn có kết quả đóng dấu. Mặc dù giấy không ghi bất kỳ thông tin họ tên, địa chỉ người khám, nhưng vẫn được y bác sĩ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc ký kết luận và đóng dấu ở các mục khám về thể lực, khám lâm sàng, cận lâm sàng. Chữ ký này là của anh này, cái này là của anh ấy này, cái này là của anh hết này, chỉ có cái này đang thấy ký sửa ra thì anh không rõ lắm, nhưng mà bớt này thì thường xuyên làm ở đây. Theo quy định, người muốn có giấy khám sức khỏe để cấp đổi bằng lái xe ô tô, xe mô tô thì đến Bệnh viện Đa khoa cấp tỉnh, quận, huyện, thành phố, Bệnh viện Đa khoa tư nhân hoặc phòng khám đa khoa có đủ điều kiện. Nhưng nhiều người dân khi có nhu cầu giấy khám sức khỏe để thi lái xe ô tô các hạng, chỉ cần liên hệ đường dây là có giấy khám sức khỏe mà không cần tới phòng khám. Một số trường hợp lái xe mà ban công ty nó yêu cầu là bắt buộc là phải âm tính hết mới cho lái xe anh. Dạ, cho nên trường hợp mà họ tới họ dương tính là ở chỗ đó họ không cho lái xe. Trước đó, Công an huyện Bình Sơn đã làm rõ đường dây của đối tượng Trang Duy Khâm ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, chuyên bán các giấy khám sức khỏe ở một số bệnh viện phòng khám. Đối tượng khai nhận có liên kết với một đối tượng ở Quảng Nam để có được những giấy khám sức khỏe đầy đủ chữ ký còn dấu thật của Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hồng Phúc mà không cần ra Quảng Nam. Một ngày mình khám và trăm bệnh mà đi ngồi kiểm tra hết thì không thể làm được. Cũng chấp nhận là do mình cũng lỏng lẻo trong cái việc là mình chủ quan thì mình tạo cơ hội cho nhiều người họ lùng hết không đúng. Tình trạng sử dụng giấy khám sức khỏe giả để đi xin việc làm, lái xe đã gây ra nhiều hậu quả khôn lường cho xã hội. Việc các bệnh viện, phòng khám sai phạm tiếp tay cho hành vi trên là rất nguy hiểm, chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật. Phần cuối của chương trình thời sự tối nay, Công an huyện Đức Trọng bắt giữ nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp. Chiều tối ngày 23 tháng 6, Công an thành phố Bảo Lộc đã bắt khẩn cấp Nguyễn Xuân Vũ, 33 tuổi, ngụ tại phường 2 thành phố Bảo Lộc để điều tra, làm rõ tội trộm cắp tài sản. Sau khi nhận được tin báo từ người bị hại về việc bị kẻ gian lấy trộm số tiền 950 triệu đồng trong xe ô tô đậu trên vỉa hè đối diện cửa nhà qua camera an ninh, Công an thành phố Bảo Lộc xác định đó là Nguyễn Xuân Vũ. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi thành phố Bảo Lộc và đang có mặt tại thị trấn Đạm Ri, huyện Đạo Ai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ cùng ngày, các trinh sát nhanh chóng đột kích phòng trọ bắt quả tang Nguyễn Xuân Vũ cùng tang vật là số tiền 950 triệu đồng mà đối tượng vừa trộm cắp. Nguyễn Xuân Vũ khai nhận khi phát hiện chiếc xe ô tô kéo kính cửa không hết, y đã nảy ý định trộm cắp tài sản bên trong. Sau đó, Vũ đã lấy cành cây bên đường khều túi ni lông trong xe, lấy số tiền nói trên rồi nhanh chóng bỏ trốn. Đồng thời, Vũ còn khai nhận, trước khi trộm số tiền 950 triệu đồng, y còn thực hiện trót lọt một chiếc xe máy trên địa bàn phường 1 thành phố Bảo Lộc. Hiện Công an thành phố Bảo Lộc đang hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 23 tháng 6, Công an huyện Đức Trọng đang hoàn tất hồ sơ vụ án liên quan đến nhóm đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra vào tối ngày 22 tháng 6 tại thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp. Qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Trọng và Công an xã Liên Nghĩa đã tiến hành kiểm tra hành chính tại phòng trọ ở thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, có 3 đối tượng có nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy. Lực lượng công an phát hiện thu giữ tại khu vực bếp có 4 gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Lời khai của THTC, chủ nhà trọ, số ma túy đó do Nguyễn Thị Hòa nhờ C cất giữ.
Trong lúc cơ quan công an đang kiểm tra, Cao Thị Nguyên, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú thôn Quang Trung 1, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, đi tới phòng trọ. Tại đây, Hòa khai nhận Nguyên là người bán ma túy cho Hòa vào chiều cùng ngày. Công an huyện Đức Trọng tiến hành lập biên bản, bắt quả tang người phạm tội đối với Nguyễn Thị Hòa và THTC, niêm phong số chất nghi là ma túy trên theo quy định, đồng thời ra quyết định tạm giữ, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Cao Thị Nguyên để tiến hành điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.